Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Putin phải đích thân gặp Kim Jong-un ở Vladivostok vì chiều theo yêu cầu của Kim. VOA tiếng Việt ngày 18 tháng 9 có bài bình luận Putin phải lụy Kim Jong-un của tác giả Ngô Nhân Dũng. Theo tác giả, Vladimir Putin đang cần thêm súng đạn. Cuộc xâm lăng Ukraine đã kéo dài gần 19 tháng. Các nhà máy sản xuất vũ khí của Nga chạy không kịp vì bị cấm mua nhiều thứ như chip, thiếu nguyên liệu và bộ phận. Nga đã mua vũ khí của Bắc Hàn từ năm ngoái. Chuyện mua bán có thể chỉ cần một cú điện thoại rồi cấp dưới sẽ bàn bạc giá cả thuận mua vừa bán. Tác giả đặt câu hỏi, vậy tại sao Putin phải đích thân gặp Kim Jong-un ở Vladivostok, cách Moscow 6.000 km? Tác giả cho rằng có lẽ vì Kim Jong-un muốn gặp. Hình ảnh bài trên VOA. Có hai lý do để Un muốn chụp hình chung với Putin. Một là thỏa mãn nhu cầu phô trương bộ mặt của mình. Hai là muốn Putin phải trao đổi, cung cấp cho Bắc Hàn các kỹ thuật quân sự mới nhất. Un có nhu cầu đứng bên các chính khách quốc tế để chụp hình. Cả thế giới thấy mình là một nhân vật quan trọng. Vinh dự lớn nhất là Un đã gặp Tổng thống Donald Trump 2 lần. Cả ông bố và ông nội của Un đều muốn gặp mà không được gặp một vị Tổng thống Mỹ nào. Xuất ngoại cũng là cơ hội để Kim Jong-un cho thấy mình giống như một vị hoàng đế ngự giá, trang trọng, uy nghi, tiền hô hậu ủng, ngựa xe, cờ quạt, mũ mãng, huy hoàng. Tác giả cho hay, mỗi chuyến lãnh tụ Bắc Hàn xuất hành phải sử dụng 2 hoặc 3, 4 đoàn xe giống hệt nhau cùng đi. Chỉ có một toa xe bọc thép kiên cố chở lãnh tụ, nhưng toa xe nào nằm trong đoàn nào thì không ai biết. Đoàn xe lửa đặc biệt này mang danh hiệu Taeyang-ho, nghĩa là mặt trời, trong tiếng Hàn Quốc, để tưởng niệm Kim Nhật Thành, Kim Il-sung. Tác giả nhận xét cả Vladimir Putin và Kim Jong-un đều không nói chuyện tình cảm trong cuộc gặp gỡ này. Phát ngôn viên chính phủ Nga nói rằng hai bên không ký kết điều gì liên quan đến quân sự, chuyện khó tin. Vì giao dịch kinh tế giữa hai nước gần như hoàn toàn là số 0, nên ngoại thương của Bắc Hàn chỉ có Trung Cộng, chiếm 95%. Cho nên tác giả nhận định họ chỉ còn một chuyện để thảo luận, đó là vũ khí. Từ khi xâm lăng Ukraine, Nga đã mua súng và đạn đại pháo của Bắc Hàn. Hình ảnh Vladimir Putin và Kim Jong-un trong cuộc hội kiến mới đây. Bắc Hàn làm súng đạn theo mẫu của Nga, cho nên quân Nga sử dụng dễ dàng, chỉ thiếu loại vũ khí tinh khôn tự động tìm đánh trúng mục tiêu. Bắc Hàn cũng xuất cản súng đạn cho các chế độ độc tài ở Syria và Iran. Thực ra, nếu muốn tiếp tục được cung cấp các thứ súng đạn này, Putin không cần gặp mặt Kim, chính Kim mới là người cần hội kiến. Tác giả bình luận, lần cuối cùng Un gặp Putin năm 2019, không đưa tới một kết quả cụ thể nào để đem khoe. Lần này Un nhân cơ hội đòi Putin phải trả lễ, phải đích thân đi 6.000 cây số tới gặp mình. Un được đi xem các xưởng đóng tàu thủy, trung tâm không gian, Vostochny Cosmodrome. Một phó thủ tướng Nga đưa Un tới thăm xưởng chế tạo máy bay mang tên Yuri Gagarin, phi hành gia người Nga đầu tiên lên vũ trụ. Un được thấy các chiến đấu cơ Sukhoi, Su-35 và Su-57, mới nhất là Sukhoi 100, còn được vào ngồi cạnh phi công rồi coi các máy bay biểu diễn. Chỉ quan sát là không đủ. Nhu cầu lớn của Un là cải tiến kỹ thuật không lực nước mình. Một giờ trước khi Un gặp Putin, Bắc Hàn đã phóng 2 hỏa tiễn liên lục địa. Hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể gắn đầu đạn nguyên tử, có thể bay xa tới nước Mỹ, nhưng trên đường bay thì có thể bị hư hỏng. Nga và Mỹ đã chế tạo được loại vỏ bọc hỏa tiễn không thể hư hỏng, và Kim Jong-un có thể xin Putin về kỹ thuật này. Đây là điều mà Mỹ đã cảnh báo Nga trong khi Putin gặp Un. Kim Jong-un còn mong được Nga giúp trong ngành không gian. Năm nay, 2 lần Bắc Hàn phóng vệ tinh nhân tạo đều thất bại, nhưng Putin không hứa hẹn gì cả, kể cả những kỹ thuật tàu ngầm nguyên tử. Nga có thể sẽ viện trợ lương thực cho Bắc Hàn, nhưng điều này không được nói ra để giữ thể diện cho lãnh tụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Putin phải đích thân gặp Kim Jong-un ở Vladivostok vì chiều theo yêu cầu của Kim. Ukraine đẩy mạnh tấn công bằng drone. Ngày 17 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin Nga, máy bay không người lái Ukraine tấn công Crimea, Moscow, kho dầu. Theo đó, Nga cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công phối hợp của Ukraine vào Crimea vào sáng hôm 17 tháng 9, trong khi drone cũng nhắm mục tiêu vào Moscow, làm gián đoạn giao thông hàng không ở thủ đô và gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở phía tây nam đất nước. VOA cho biết Ukraine trong những ngày gần đây đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, bao gồm các cơ sở của hạm đội Biển Đen Hải quân Nga, nhằm tìm cách làm suy yếu các nỗ lực chiến tranh của Moscow tại một khu vực quan trọng. Hình ảnh bản tin trên VOA. Các cuộc tấn công sâu bên trong nước Nga, cách xa tiền tuyến cũng gia tăng,
Thị trưởng Moscow cho biết rằng ít nhất hai drone đã bị bắn hạ ở khu vực thủ đô sáng sớm 17 tháng 9. VOA dẫn một bài bình luận đăng trên một trang tin quốc tế ngày 16 tháng 9. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, kêu gọi các đồng minh của Kiev đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí, nói rằng đây là cách duy nhất để kết thúc chiến tranh. Trong khi đó, VOA dẫn Bộ Quốc phòng Nga hôm 17 tháng 9 cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy ít nhất 6 drone nhắm mục tiêu vào Crimea từ các hướng khác nhau. Báo cáo trên ứng dụng nhắn tin Telegram không cho biết liệu có bất kỳ thiệt hại nào hoặc thương vong nào xảy ra ở bán đảo Crimea và Moscow sáp nhập từ Kiev trong một động thái bị lên án rộng rãi vào năm 2014, 8 năm trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga hay không. Bên cạnh đó, AFI tiếng Việt ngày 18 tháng 9 cho biết Ukraine tuyên bố giải phóng thêm được 7 km vuông lãnh thổ bị Nga tạm chiếm đóng trong tuần qua. AFI dẫn truyền thông nhà nước Ukraine ngày 18 tháng 9, theo đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ghana Mala cho biết, trong tuần qua, lực lượng vũ trang của Kiev đã giải phóng được khoảng 7 cây số vuông lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm đóng ở miền đông và miền nam đất nước. Theo bà Malia, trên mặt trận miền đông, lực lượng Ukraine đã chiếm được 2 cây số vuông vào tuần trước ở khu vực Bakhmut. Còn tại miền Nam, quân Ukraine tiến được nhanh hơn và đã tái chiếm được 5,2 cây số vuông lãnh thổ. Hình ảnh bản tin trên AFI. Tổng cộng, kể từ khi phát động cuộc phản công vào tháng 6 vừa qua, Kiev cho biết đã giải phóng được 51 cây số vuông xung quanh khu thị trấn Bakhmut và 261,7 cây số vuông ở phía nam mặt trận. AFI dẫn lực lượng không quân Ukraine vào sáng 18 tháng 9 khẳng định rằng họ đã bắn hạ 18 chiếc drone và 17 chiếc tên lửa mà Nga đã dùng để tấn công nhiều vị trí tại hai khu vực Mykolaiv và Odessa ở miền nam Ukraine vào tối hôm trước. Một bản tin khác trên AFI vào ngày 15 tháng 9 cho biết Ukraine tuyên bố đã chiếm lại được làng Arivka gần Bakhmut. Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã thành công một phần ở khu vực Klitschikav trong hoạt động tấn công và giải phóng Arivka ở khu vực Donetsk và gây cho kẻ thù tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị. Trước đó, ngày 14 tháng 9, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ghana Malia loan báo trên mạng Telegram về việc tái chiếm được Arivka, nhưng một đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch phản công lập tức phản bác, khẳng định rằng tuyên bố đó là hấp tấp và sai sự thật vì chiến sự vẫn dữ dội và căng thẳng ở các khu vực Klitschivka và Arivka. Phản ứng của đơn vị trên chiến trường đã buộc Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine phải cải chính thông tin mà bà đã loan ra trước đó. Theo AFI, làng Arivka cách Bakhmut hơn 10 cây số về phía nam. Trận chiến giành Bakhmut ở vùng Donetsk đã kéo dài từ hơn một năm. Vào tháng 5 vừa qua, Nga tuyên bố chiếm được thị trấn được cho là có vị trí chiến lược cách vùng Donetsk miền đông Ukraine. Kể từ đầu tháng 6, lực lượng Ukraine đã bắt đầu một cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga ở phía đông và phía nam, nhưng đã phải đối mặt với các tuyến phòng thủ vững chắc. Nhưng trong những tuần lễ gần đây, cuộc phản công đã có được một số đột phá, đặc biệt là ở mặt trận phía nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ukraine đẩy mạnh tấn công bằng drone. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.